Sáng giờ nhớ anh Hào với lần nhớ mọi người muốn chết rồi. Chân mệt đế tiên tập 432. Phía trước Nhã Gian, Bích Du đứng đó tĩnh lặng nhìn từ trên cao xuống Cửu Tiêu thành lộ, chính là lý do lần này cô tới đây. Diệp Bái Hào cũng đứng đó nhìn chiếc bình ngọc tịch bên trong có chứa thần lộ vô đủ màu sắc rực rỡ, mây và sương cuộn trào như có thể nhìn thấy một tiên nữ đang nhảy múa bên trên Cửu Tiêu thánh khiết vô ngần. Đó là Cửu Tiêu thần lộ sao? Diệp Đào lên tiếng hỏi. Chính là một thần vật, Bích Du khẽ cười nói. Nói rồi không quên liếc nhìn xuống bên dưới của Diệp Đế Hào. Thiên phủ thần triều đúng là có lực, bảo vật thế này mà cũng đem đi bán. Diệp Đế Hào tặc lưỡi. Không phải thiên phủ thần triều có lực. Ồ, mặc dù buổi đấu giá này diễn ra ở vọng cổ tinh, nhưng người chủ trì lại không phải là thiên phủ thần triều. Bích Du nói là một bí mật. Các buổi đấu giá của vọng cổ tinh nhiều năm nay đều do một thế lực thần bí đứng sau, chẳng qua chỉ là một địa điểm của vọng cổ tinh mà thôi. Việc này ta cũng chỉ là nghe cùng chủ nói. Nghe mới lạ đấy, Diệp Đại Hào lại tặc lưỡi. Xem ra lai lịch của thế lực thần bí đó cũng không hề nhỏ. Không hề nhỏ và cũng không phải ở tinh vực này. Bất dù nói tiềm lực không hề thua kém thiên phủ thần triều. Lần này cô đến đây là vì Cửu Tiêu thần lộ sao? Diệp Đại Hào nhìn sang Bích Du, vả lại vẻ mặt còn có phần kỳ quái. Vì nó mà một chuyện tốt đẹp đã bị gián đoạn, cho tới bây giờ dục vọng của anh vẫn chưa nguôi. Đạo tắc của ta bị ám thương, dùng nó để dung hòa đạo. Bích Du mỉm cười, ra là vậy, việc này quan trọng đó. Diệp Đại Hào ho hắn, sao không đợi được nữa mà muốn lên giường với ta luôn rồi sao? Bích Du nháy nháy mắt nhìn Diệp Đại Hào, nói thật thì khả năng đoán được của ta cũng không tồi. Lão tử ra 5 triệu. Diệp Đại Hào vừa dứt lời thì bên dưới đã có người trả giá. Nghe vậy, anh lập tức đưa mắt nhìn. Người trả giá là người của Hoa Thiên Lão Tổ. Hoa Thiên Lão Tổ rất thông minh. Ông ta mặc lớp áo choàng đen còn giả giọng. Cho dù là ai khi nghe còn ngỡ rằng đó là một nam tử Hán vạm vỡ, chứ không hề biết là một Hoa Thiên Lão Tổ đang giả trang. 5 triệu mà đòi mua Cửu Tiêu thần lộ sao? Ta trả 5 triệu 500 nghìn. Sau khi Hoa Thiên Lão Tổ lên tiếng, một tên thanh niên tóc bạc cười nói, đó là tu sĩ chuẩn thánh, vả lại còn dùng bí thuật che đi chân thân. 6 triệu. Hoa Thiên Lão Tổ hắng giọng, 6 triệu 500. Tên thanh niên tóc bạc kia cũng lớn tiếng, rõ giọng nói rõ vẻ lạnh lùng, 7 triệu. 7 triệu 500. 8 triệu. Cả hai người không ai chịu thua kém ai, kéo theo ánh mắt chú ý của tất cả mọi người. Lúc này chỉ thấy hai người đang cố gắng cạnh tranh nhau. Còn những người khác đều đã bị bỏ xa, không thiếu tu sĩ chuẩn thánh. Vài triệu nguyên thạch đối với chuẩn thánh mà nói cũng không phải là con số nhỏ. Nếu không phải là vật nhất thiết phải có được thì bọn họ sẽ không chen vào cạnh tranh làm gì. 8 triệu 500. Với sự chứng kiến của tất cả mọi người, tên thanh niên kia lại lần nữa ra giá, 9 triệu. Hoa Thiên Lão Tổ đập bàn đứng dậy, vẻ mặt nhất quyết phải chiến thắng. Ông ta hét xong cái gió đó thì không quên ném ánh mắt khiêu khích về phía tên thanh niên kia. Người giỏi, ta nhường cho người đấy. Tên thanh niên kia hắng giọng, mặt mày tối sầm. Mặc dù tăng giá nhưng hắn cũng đang rất xót xa. Đấu với ta sao? Hoa Thiên Lão Tổ bật cười, sau đó ngồi xuống kéo theo ánh mắt của rất nhiều người. Vả lại trong ánh mắt của rất nhiều tu sĩ chuẩn thánh còn hiện lên tinh quang, ám chỉ người này rất giàu có. Còn có ai tăng giá nữa không? Trường Thiện Chân Nhân mỉm cười ôn hòa, đảo mắt nhìn bên dưới. Muốn tăng nhưng không có tiền. Không có tiền thì ngậm cái miệng lại đi. Ồn ào. 9 triệu 100 nghìn nguyên thạch. Khi bên dưới còn đang đôi co thì Bích Du đã lên tiếng, giọng nói dễ nghe nhẹ nhàng. Lăng Tiêu Cung cũng ra tay rồi. Câu nói của Bích Du khiến người ta đổ dồn ánh mắt về bên này. Rất nhiều người muốn nhìn thấy dung mạo của cô, nhưng ngặt nỗi căn phòng nhã gian đó đã bị cấm chế che đi, ngăn ánh mắt của người ngoài nhìn vào. Tiên tử Bích Ba cũng muốn có Cửu Tiêu thần lộ sao? Còn phải nói sao? Ta không theo nữa. Sau khi thu lại ánh mắt từ căn phòng nhã gian này, ai nấy đều nhìn sang Hoa Thiên Lão Tổ. Ta không theo nữa. Hoa Thiên Lão Tổ hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù là chuẩn thánh nhưng cũng sợ Lăng Tiêu Cung. Chuẩn thánh có mạnh có yếu, nhưng Lăng Tiêu Cung có thánh nhân, vả lại không chỉ có một người.
Tiền tử Bích Ba ra giá 9.100.000, còn ai tăng giá hay không? Trường Thiện Chân Nhân mỉm cười nhìn tứ phía. Như vậy thì còn ai dám theo chứ? Bên người không một ai dám hét giá thêm. Xem ra chúng ta có thể tiếp tục rồi. Trong gian phòng, Bích Du lại lần nữa chớp chớp mắt nhìn Diệp Thái Hào. Ánh nhìn mang theo nét phong tình của nữ tử khiến nam nhân không thể nào cự lại nổi sự mê man đó. Nhưng biết căn phòng này có chắc chắn hay không? Diệp Đào nói rồi không quên liếc nhìn xung quanh. Ngươi còn muốn chấn động đất trời hay sao? Bích Du mặt mày đó bừng lên, cũng không đến mức đó. Ta đã 9.500.000. Khi cả hai còn đang trêu ghẹo nhau thì một giọng nói cợt nhã vang lên. Ấy! Vừa nghe vậy, rất nhiều người đưa mắt nhìn gian phòng của Thiên Phủ Thần Triều, vì người vừa ra giá chính là Hoa Thiên. Thần tử của Thần Triều cũng đấu giá sao? Lại mua vật phẩm của gia tộc mình sao? Cái này thì ngươi lại không hiểu rồi đấy. Đây chính là thích thì ra giá thôi, chẳng qua là để Lăng Tiêu Cung mất thêm một chút tiền đấy mà. Có điều làm như vậy cũng lộ liễu quá. Sao ta lại nghe ra thần tử Thần Triều và thần nữ Lăng Tiêu Cung kết lương duyên rồi nhỉ? Vậy là sao chứ? Thần tử như vậy không hợp với quy củ cho lắm. Trường Thiện Chân Nhân liếc nhìn gian phòng rồi truyền âm cho Hoa Thiên. Trưởng lão, đấu giá đâu phải chỉ mình đấu giá mình đồ của Thiên Phủ Thần Triều đâu, vì sao ta lại không thể tham gia chứ? Hoa Thiên cười u ám. Yên tâm đi, ta sẽ không dùng tới nguyên thạch của Thần Triều, là nguyên thạch của riêng ta. Vậy thì được. Tiên tử, vật này đối với ta rất quan trọng, không biết tiên tử có nhường ta hay không? Hoa Thiên ngã người trên chiếc ghế, liếc nhìn Nhã Gian đối diện, như có thể trông thấy Bất Du với vẻ mặt lạnh lùng thông qua cấm chế. Tiện nhân, muốn có Cửu Tiêu Thần Lộ Dung Hòa Đạo thì phải trả giá. Vậy thì phải xem bản lĩnh của thần tử rồi. Bất Du lãnh đạo đáp lời, cô tiếp tục tăng giá 10.000.000. 10.100.000. Bất Du vừa dứt lời thì Hoa Thiên đã lên tiếng. 10.200.000. Bất Du tăng giá, giọng điệu bình thản. 10.300.000. 10.400.000. 10.500.000. Nghe Hoa Thiên và Bất Du cạnh tranh giá cả mà bên dưới xuýt xoa không ngừng. Thiên Phủ Thần Triều và Lăng Tiêu Cung đang muốn đấu với nhau sao? 10.500.000. Lão tử tu đạo cả nghìn năm nay chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Thế lực lớn quả như là hùng hậu. Đúng là biến cố đột nhiên xảy ra. Trong tiếng bàn tán, Bất Du trong Nhã Gian lắc đầu bất lực. Sao? Không đủ tiền sao? Diễn Đà mỉm cười. Ta không ngờ lại gặp biến cố như thế này. Tiên tử không theo nữa sao? Hoa Thiên mỉm cười. Nếu như vậy thì ta sẽ đoạt được Cửu Tiêu Thần Lộ. Tiên tử có thể theo tiếp hay không? Trường Thiện Chân Nhân cũng nhìn vào gian phòng. Cũng giống như ông ta, tất cả những người có mặt ở đây đều nhìn về phía đó. Mặc dù 10.500.000 là cái giá trên trời, nhưng mà họ rất muốn xem màn đấu giá kịch tính này. Không theo, Bất Du từ bỏ. Vậy thì Cửu Tiêu Thần Lộ sẽ thuộc về 10.510.000. Trường Thiện Chân Nhân còn chưa nói xong thì đã bị giọng của Diệp Đại Hào ngắt lời. Ấy! Vừa nghe vậy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gian phòng của Bích Du. Trong gian phòng của tiên tử Bích Du, trong gian phòng của tiên tử lại có nam tu sĩ sao? Rất nhiều người lúc này thẫn thờ, vẻ mặt khó hiểu. Là ai mà có vinh hạnh như vậy chứ? Bên dưới xôn xao bàn tán, người ta tò mò về thân phận của nam tu sĩ trong gian phòng của Bích Du. Diệp Đại Hào, thôi bỏ đi. Trong gian phòng, Bích Du nhìn sang Diệp Đại Hào. Cô cũng bất ngờ vì Diệp Đại Hào trả giá. Có phải chúng ta không có tiền đâu? Diệp Đại Hào nhún vai. Hoa Thiên không từ bỏ đâu. Vậy thì chơi tới cùng đi. Diệp Đại Hào vặn cổ, khóe miệng nhướng lên, tạo thành nụ cười, anh cười cợt nhã. Hắn đã muốn chơi thì tiểu gia đây sẽ cho hắn chơi vui vẻ. Lăng Tiêu Cung ra giá 10.510.000, còn ai tăng giá hay không? Trường Thiện Chân Nhân nói rồi, còn không quên liếc nhìn vào Nhã Gian nơi thần tử của mình ở đó. Vẻ mặt có mấy phần không vui vẻ. 10.600.000. Hoa Thiên cười u ám. 10.700.000. Hoa Thiên vừa dứt lời thì Diệp Đại Hào liền tăng giá. 10.800.000. 10.900.000. Ê, hai tên này điên rồi sao chứ? Bên dưới tặc lưỡi, đúng là vở kịch hay vậy. Có tiền đúng là khác. Có người tặc lưỡi vẻ mặt kỳ quái, cũng cùng tham gia đấu giá, nhưng khoảng cách sao lại lớn như vậy chứ? Thần tử có tăng giá được không? Trong tiếng bàn tán, Diệp Đại Hào liếc nhìn về phía đối diện. Đạo hữu đã muốn thì ta nhường. Hoa Thiên cười mỉa mai. Hắn đã đạt được mục đích khiến Lăng Tiêu Cung bỏ ra thêm gần 10.000.000 nguyên thạch, nên trong lòng rất hả hê. Vậy thì cảm ơn thần tử rồi.
Diệp Đại Hào rất lợi nhưng khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tà độc. Diệp Đại Hào, người chắc chắn có nhiều tiền vậy chứ? Bích Du nhìn Diệp Đại Hào hỏi thăm dò. Ta không đáng tin như vậy sao? Đáng tin. Bích Du mỉm cười. Lân Vương Thiên Mẫu. Lân Vương Thiên Thuẫn được tạo thành từ vảy kỳ lân, đâm vạn lần không hỏng. Giá khởi điểm là 55.000, bắt đầu đấu giá. Trường Thiên Chân Nhân bên dưới đã thu lại cửu tiêu thần lộ, sau đó lật tay lấy ra một cái thuẫn, khiến tất cả mọi người phải ngồi thẳng người lên. Người nào người nấy mắt lóe sáng. Bảo bối tốt, ta ra giá 600.000, 700.000, 1 triệu. Một người giọng nói vang dội như tiếng chuông đồng, khiến đầu óc ai nấy đều ong ong. Nó có khả năng duy trì tu vi, khiến nhiều người đầu óc choáng váng. Người có bệnh rồi không? Sau vài giây, bên dưới vang lên tiếng mắng chửi. Hơn 10 triệu mà còn chẳng hết, mới 1 triệu mà đã lớn lối như vậy, tự hào lắm sao chứ? Lão tử có tiền, sao nào? Được, 1 triệu phải không? Lão tử hơn người 100 ngàn. Có người không chịu phục, tức tối rời đi. Người giỏi, ta cho người đó. Người kia tỏ vẻ khó chịu, sau đó lại ngồi về vị trí cũ, kéo theo rất nhiều ánh mắt châm chọc của những người khác. Bích Du, cô đã từng nghe nói tới Côn Luân Hư chưa? Khi bên dưới đang giống diễn ra đấu giá, Diệp Đại Hào nhìn sang Bích Du. Chưa từng. Bích Du lắc đầu. Đại La Chư Thiên, Thần Đỉnh, Cấu Hoang Thiên, Đại Hạ Thần Triều thì sao? Ta không biết. Chư Thiên Kiếm Thần thì nghe rồi chứ? Có nghe nói qua. Bích Du mỉm cười. Đại La Kiếm Tông của Tử Vi Tinh có liên quan tới Chư Thiên Kiếm Thần. Cô có tin không đồ của Tử Vi Tinh không? Diệp Đại Hào một vội hỏi. Ta không có, cung chủ có lẽ có. Bích Du nói, còn mấy cái tên như Côn Luân Hư mà ngươi vừa nói, cung chủ có khả năng biết. Lần này ngươi theo ta về khỏi cung chủ, có lẽ sẽ có đáp án. Cũng chỉ còn cách này thôi, rồi sẽ tìm thấy thôi. À! Khi hai người còn đang nói chuyện thì bên trong phách mại cát chợt vang lên tiếng thét đau đớn của một nữ tử, vang lên từ nhã gian của Quỷ Hoàng Tông. Buổi đấu giá đang diễn ra sôi nổi thì bị gián đoạn bởi tiếng hét của một nữ nhân. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này như đang đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Lại có nữ tử vô tội bị hại rồi. Có người thở dài. Chuyện của 3 năm trước, lão tử vẫn còn nhớ như in. Thần tử của Quỷ Hoàng làm nhục một nữ tu sĩ mà diệt cả nhà người ta. Thần tử của Quỷ Hoàng Tông tàn bạo, ai ai cũng biết. Bọn họ không cảm thấy làm lạ nữa. Ai bảo người ta là người của Quỷ Hoàng Tông chứ? Nhìn ta làm gì? Đấu giá tiếp đi. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, bên trong nhã gian kia vang lên tiếng nặng nộ của thần tử. Và đúng như bên dưới đồn đoán, hắn đang làm nhục một nữ tu sĩ một cách tàn bạo, vả lại còn tàn bạo hơn cả Hoa Thiên. Trong nhã gian đã không chỉ có một nữ tu sĩ bị chà đạp đến chết. Đây là thần triều, mong thần tử Quỷ Hoàng nể mặt. Trường Thiện Chân Nhân giọng nói thâm trầm. Tiền bối có lời thì vãn bối phải nghe rồi. Thần tử Quý Hoàng cười bỡn cợt, sau đó đứng dậy. Nhưng nữ tu bên dưới thân hắn đã không còn hơi thở, ruột gan đứt đoạn, chết thảm hại. Tiếp tục đấu giá. Trường Thiện Chân Nhân trầm giọng, sau đó lần nữa lật tay lấy ra vật phẩm đấu giá. Tiếp tục. Hắn ta còn tàn nhẫn hơn cả Hoa Thiên. Trong nhã gian, lời nói của Bích Du lạnh đi thấy rõ. Thế giới mà kẻ mạnh làm vua chính là như vậy. Diệp Đại Hào lãnh đạo đáp lời. Hay à, nghe nói Lăng Tiêu Cung của cô và Quỷ Hoàng Tông đều là sự tồn tại lâu đời. Diệp Đại Hào hỏi lại. Sao phải so với Quỷ Hoàng Tông? Thiên Phủ Thần Triều và rất nhiều cổ tinh khác cũng là sự tồn tại lâu đời. Ồ, có lẽ ngươi không biết rằng Lăng Tiêu Cung của ta là sự tồn tại như thế nào. Bích Du nói, Lăng Tiêu Cung đều là nữ tử nhưng không cấm song tu với nam tử bên ngoài. Người song tu sinh ra nữ tử thì sẽ ở lại Lăng Tiêu Cung, còn sinh ra nam tử thì sẽ cho nam tử đó tu ở bên ngoài. Nghe rất mới lạ đó. Diệp Đại Hào ho hắn. Từ xưa đến giờ Lăng Tiêu Cung đều như vậy. Bích Du mỉm cười, cho nên rất nhiều cổ tinh và thế lực ở tinh vực này đều có cùng huyết mạch với Lăng Tiêu Cung. Cũng chính vì vậy mà thế lực của Lăng Tiêu Cung vô cùng phức tạp. Trước khi tới đây, ta có nghe nói một chuyện. Lăng Tiêu Cung có người tranh chức cung chủ với cô, không biết là thật hay là giả. Quả thực có việc này. Bích Du gật đầu. Cung chủ đấu võ cần dẫn theo một nam tu cùng ra trận. Và lần này nữ đệ tử cùng tranh với ta chính là hậu bối kế nhiệm đời sau của cung chủ. Thế lực ở Lăng Tiêu Cung có thể coi là vững mạnh.
Ta thấy có hứng thú đấy. Cô ta song tú với ai mà lại đưa người đó ra trận chứ? Diễn ra bật cười, đó là thần tử quỷ hoàng. Bích Du nói rồi trong đôi mắt lóe lên hàn quang. Vậy còn cô, đã tìm được ai chưa? Diệp Đào mỉm cười nhìn Bích Du. Ta không tìm ai cả, chỉ có một mình ta. Một đấu hai, nhất định sẽ bại đó. Ta vốn không quan tâm tới chức vị cung chủ. Bích Du khẽ mỉm cười kéo tay Diệp Đào, sau đó ngã đầu vào vai anh. Xong việc lần này, ta sẽ cùng ngươi đi tìm người của đại sở. Ngươi đừng bỏ rơi ta nữa. Tinh không rộng lớn, chư thiên mạnh vực này, Diệp Đào đi đâu, Bích Du to, Bích Du ta đi theo đó. Diệp Đại Hào mỉm cười không nói gì, trong nhã gian chìm vào im lặng. Không phải vì cảnh tượng ướt át trong tưởng tượng mà mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình dị. Bên dưới, buổi đấu giá vẫn rất náo nhiệt, từng món bảo bối được lấy ra. Người đấu giá mặt mày đỏ gay, nếu không phải là phách mại cát cấm đấu đá âm thầm thì e rằng đã có không ít người nhảy vào đánh nhau rồi. Trong lúc này, Yên Lão Đạo cũng ra tay và thu về được một bộ bí quyển. Hoa Thiền Lão Tổ cũng ra tay bỏ ra cái giá 3 triệu cao ngất ngưỡng và thu về một món pháp khí không hề yếu. Điều khiến người ta phải tặc lưỡi đó là Quỷ Hoàng Thần Tử, hắn không những làm nhục nữ tu mà liên tiếp ra tay đấu giá. Tài sản giàu có chèn ép cả đám người, về cơ bản chẳng một ai dám đối đầu với hắn. Không biết từ bao giờ bên trong nhã gian Diệp Đại Học mới đứng dậy, đi tới phía trước ô cửa nhìn xuống bên dưới. Bích Du cũng đứng dậy kề vai với Diệp Đại Hào. Lúc này trên cao đài, Trường Thiện Chân Nhân đã lấy ra một món đồ, chính là vật đấu giá chính của lần này. Nhìn từ xa, đó là một viên thần châu to chừng hũ rượu. Thế nhưng người ta lại không đấu giá viên thần châu này mà đấu giá một tia lôi chất màu tím được phong ấn bên trong. Tiên quang chiếu rọi, uy lực bá đạo. Thiên lôi sao? Bên dưới ngỡ ngàng, các chuẩn thánh ngồi bật dậy như nhìn ra nguồn gốc của nó. Bảo bối tốt. Ánh mắt nhiều người lóe lên tinh quang. Đã có người nắm chặt tay, bất cứ lúc nào cũng có thể ra giá. Lôi chớp trong thiên kiếp là bá đạo nhất. Đó là bảo vật mà trời cao thai nghén, chỉ có thể cầu mới có được. Đó là của ta. Trong nhã gian, Hoa Thiên vẫn nhàn nhã tựa người vào ghế, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Hắn chính là lôi thần thể. Đã là thiên lôi thì đối với hắn mà nói chính là thần bảo vô thượng. Đừng mong cướp được đi. Hoa Thiên cười tà độc, đôi mắt lóe lên tinh quang, như thể quả quyết thiên lôi đó đã thực thuộc về mình. Nói rồi Hoa Thiên hào hứng liếc nhìn thần tử của Quỷ Hoàng, khóe miệng cười tà độc, thầm nhủ nếu như có thể hấp thu thiên lôi đó thì công thể của hắn nhất định sẽ lớn mạnh. Hắn chẳng có lý do gì phải sợ thần tử Quỷ Hoàng nữa. Hoa Thiên có lẽ không biết, khi hắn nhìn thần tự Quỷ Hoàng thì tên kia cũng đang nhìn hắn. Diệp Đào nhìn hai bên, anh cũng đã đoán trước được Hoa Thiên nhất định sẽ đánh đổi mọi thứ để có được thiên lôi kia. Muốn có thì phải trả giá. Diệp Đào vặn cổ. Thiên lôi tử dương, nguồn gốc từ thần phạt, chính là vật trời ban. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Trường Thiện Chân Nhân đem viên minh châu kia cho lơ lửng giữa hư không. Mặc dù bị phong cấm nhưng thiên lôi bên trong vẫn toát ra sức mạnh bá đạo. Giá thấp nhất là 1 triệu, bắt đầu đấu giá. Trường Thiện Chân Nhân lên tiếng. 1.100.000, 1.500.000, ta trả 2 triệu. Hoa Thiền Lão Tổ lại ra tay, nhưng ngay sau đó đã bị làn sóng tứ phương nhấn chìm. Không ngờ lại náo nhiệt như vậy, chỉ trong chớp nhoáng mà thiên lôi màu tử dương với giá mời chào 1 triệu nguyên thạch đã được đẩy lên tới 4 triệu nguyên thạch. Cái giá này khiến người ta phải choáng váng. Lúc này, cho dù là tu sĩ chuẩn thánh thì cũng phải lùi bước. 4 triệu nguyên thạch cho dù là chuẩn thánh thì cũng không trụ nổi. Có quá nhiều người lắc đầu, mặc dù thiên lôi tốt thật nhưng cũng phải có tiền mới được. Trên cao đài, Trường Thiện Chân Nhân tỏ ra rất nhanh nhẹn, chốc chốc lại liếc nhìn về phía gian phòng của Hoa Thiên. Thân là tu sĩ chuẩn thánh của Thiên Phủ Thần Triều, ông ta đương nhiên biết thiên lôi quan trọng với Hoa Thiên như thế nào. Hoa Thiên tỏ ra khá nhàn nhã, vẻ mặt giễu cợt. Trường Thiện Chân Nhân thu lại ánh mắt không nhìn xuống bên dưới, rồi mỉm cười ôn hòa. Lần này có ai trả thêm không? Ta trả 5 triệu. Trường Thiện Chân Nhân vừa dứt lời, một người trung tuổi mặc mãng bào lên tiếng, khí thế hùng hậu, mang theo sức mạnh bá đạo, chỉ cần nhìn là biết tu sĩ chuẩn thánh. Bảo vật của bổn thần tử mà ngươi cũng dám cướp sao? Hoa Thiên lên tiếng, hắn giọng lạnh lùng, ta không theo nữa.
Người trung tuổi mặc áo mãng bào kia lập tức từ bỏ, mặc dù là chuẩn thánh nhưng cũng sợ sức mạnh của thần phủ, thiên phủ thần triều. Dù thiên lôi có mạnh nhưng đoạt được rồi thì chưa chắc đã còn thiết mạng mà hưởng thụ. Giờ thì yên tâm rồi đó, những người đang phân vân có nên theo tiếp hay không, cứ thế bỏ đi ý định này. Thần tử thần triều ra giá 5 triệu, có ai tăng giá hay không? Trường Thiện Thiên Nhân lại đảo mắt nhìn xuống bên dưới một lượt. Trưởng lão có thể giới thiệu món tiếp theo rồi đó. Hoa Thiên cười u ám, tiếng cười vang lên. Hắn ta điên cuồng như vậy khiến cho rất nhiều người khó chịu, nhưng vì kiêng dè sự lớn mạnh của thiên phủ thần triều nên người ta không dám lên tiếng. Nếu vậy, thiên lôi tử dương thuộc về thần 6 triệu. Trường Thiện Chân Nhân còn chưa dứt lời thì đã có tiếng nói vang lên gián đoạn. Lăng Tiêu Cung ra giá rồi. Rất nhiều người ngồi thẳng dậy, bọn họ liếc nhìn vào gian phòng. Giờ có kịch xem hay rồi đó. Ai lấy sáng bừng mắt lên. Trước đó Lăng Tiêu Cung muốn có được Cửu Tiêu Thần Lộ, Hoa Thiên cũng nhúng tay vào. Bây giờ Hoa Thiên muốn có thiên lôi tử dương thì Lăng Tiêu Cung cũng không buông tha. Diệp Đế Hào, Hoa Thiên mặt mày tối sầm cả lại. Thần tử đại lượng có thể nhường lại tại hạ thiên lôi này hay không? Diệp Đế Hào mỉm cười. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã. Hoa Thiên hắng giọng, ta trả 7 triệu, 8 triệu. Hoa Thiên vừa dứt lời, Diệp Đào đã lên tiếng, 9 triệu. Hoa Thiên tiếp tục, 10 triệu, 10 triệu 100. Hai tên này điên rồi sao? Bên dưới vang lên tiếng tặc lưỡi, 1 triệu rồi lại tăng thêm 1 triệu. Vả lại coi 1 triệu tiền nhẹ như không như thế này, chắc cũng chỉ có hai tên này mới làm thế. Tăng, tăng tiếp. Rất nhiều người xoa tay hào hứng khi nhìn thấy màn đấu giá kịch tính. 10 triệu 200, Hoa Thiên hắng giọng lên đùng. Hơn người 100, 10 triệu 300. Diệp Đào hào hứng nhìn về phía đối diện. 10 triệu 500, Hoa Thiên hắng giọng, vả lại còn chẳng buồn quan tâm tới con số 2 triệu. Nói xong, còn không quen ném mắt nhìn sắc bén về phía đối diện. Tăng, ngươi tăng cho lão tử xem. 20 triệu, Diệp Đào vặn cổ. Lời này của Diệp Đào khiến bên dưới phải hít vào một hơi không khí lạnh. Vốn tưởng rằng Hoa Thiên có thể tăng giá lên 2 triệu đã là quá lắm rồi, nhưng không ngờ lại gặp tên như thế này. Bích Ba tìm đâu ra tên nam tu này vậy? Mà hét giá là hét tên, hét lên tới cả 5 triệu, đúng là không thiếu tiền mà. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Nhã Gian và tỏ rõ sự tò mò về thân phận của Diệp Đế Hào. Diệp Đế Hào, mặt mày Hoa Thiên tà độc, hắn nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn giết người. Dựa vào bản lĩnh của một người, dựa vào bản lĩnh của mỗi người mà thôi. Đào hữu, đừng để tổn hại đến thân thể nhé. Diệp Đào lên tiếng châm chọc. Được, được lắm. Hoa Thiên phẫn nộ đến mức bật cười. Ta trả 20 triệu 100. Thần tử có lực như vậy thì thiên lôi thuộc về ngươi rồi, đem về nhà hầm căng đi. Diệp Đào cứ thế bỏ ngang, xong xuôi cũng không quên buông thêm một câu nói móc. 20 triệu 100 thực là giàu có. Bên dưới từng tiếng tạp lưỡi vang lên như làn sóng. Đây chính là báo ứng. Trước đó ngươi khiến Lăng Tiêu Cung bỏ ra 10 triệu, lần này thì gặp báo ứng rồi, ngươi phải bỏ ra thêm 10 triệu. Xem ra ngươi có còn coi thường người khác được nữa hay không? Có người hắn giọng lạnh lùng, trong lòng không giấu nổi niềm vui. Lăng Tiêu Cung trời đẹp lắm, thú vị đấy. Thần tử Quý Hoàng cười tà độc, ánh mắt lóe lên cái nhìn bạo tàn. Ngươi điên rồi sao? Trong Nhã Gian, Bích Du hút Diệp Đế Hào một cái. Sao lại hỏi ta như vậy chứ? Diệp Đế Hào tét miệng cười. Ngộ nhỡ hắn từ bỏ giữa đường thì ngươi có bằng ấy tiền để đấu giá hay không? Bích Du, cô cũng coi thường ta quá đấy. Diệp Đào mỉm cười. Cái việc đào hố cho người ta là thế mạnh của ta, nếu không nắm chắc thì ta cũng không dám làm. Vả lại là do hắn đụng vào chúng ta trước mà, lần nào cũng khiến người khác phải thoát tim. Bích Du cảm thấy có phần sợ hãi. Yên tâm, ta biết điểm dừng mà. Diệp Đào lại mỉm cười. Lần đấu giá này anh đã dùng Chu Thiên Diễn Hóa tính ra cái giá thấp nhất mà Hoa Thiên đưa ra, nên mới chơi một vố khiến hắn đau như vậy. Giết, 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 giết. Hoa Thiên như con chó điên gào thét. Nếu không phải đây là phát mại cát thì hắn đã xông lên giết người rồi. Bỏ ra thêm 10 triệu 500, hắn chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy. Thần tử bớt giận, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Lão già áo tím sau lưng vội nói, cút. Hoa Thiên gầm lên, tìm một nữ tu lại đây cho ta ngay lập tức. Vâng, 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 vâng. Lão già áo tím vội ra ngoài. Linh Long Bảo Vương Tháp được đúc từ diện tiên kim, từng nhuốm máu phượng hoàng,
Bên dưới, buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Trường Thiện Chân Nhân đã đặt một cái tháp nhỏ trong lòng bàn tay. Đó chính là một pháp khí bất phàm, tiên quang chiếu rọi. Thần châu được khảm nạm trên đó hiện lên ánh sáng rực rỡ, chóa mắt. Bảo bối, chắc là bảo bối rồi. Bên dưới, từng cặp mắt sáng bừng lên, từng nhuốm máu phượng hoàng. Có phải là nói khoác quá hay không chứ? Có lão tu sĩ lắc đầu cười nói, có điều quả thực bất phàm đó. Giá khởi điểm 500.000, bắt đầu đấu giá. Trong làn sóng bàn tán, Trường Thiện Chân Nhân mỉm cười ôn hòa, 600.000, ta trả 700.000, 800.000,